Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm index thay thế cho hàm VLOOKUP. Thì thông thường mình lúc mà mình dùng Brexit hay là Excel thì cái hàm VLOOKUP là cái hàm mà thường dùng nhất. Nhưng mà nó có cái hạn chế là gì? Tức là khi mà mình sử dụng cái hàm VLOOKUP là mình chỉ có thể đặt cái key nó phía bên trái thôi, ở bên trái của vùng dữ liệu. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái việc gọi là sửa cái lỗi đó. Mình sẽ viết cái vấn đề đó bằng cách mình sử dụng hàm match và hàm index. Thì nội dung của video này bao gồm thứ nhất là hướng dẫn các bạn sử dụng hiểu cái hướng dẫn cách sử dụng hàm match index. Thì đầu tiên là mình học cái hàm VLOOKUP lại cái và sau đó mình dùng hàm index hàm match, sau đó mình làm thay thế ha, mình thay đó. Rồi đây là cái data sample của mình. Rồi thì thông thường ví dụ giống như mình có cái chứng minh nhân dân là cái cột B này phía trước đó, rồi mình lấy thông tin, ví dụ như lấy thông tin là cái email chẳng hạn. Rồi thì ví dụ như mình cần lấy cái chứng minh nhân dân là cái đây. Đó, mình phải làm gì? VLOOKUP cái giá trị, set key là cái giá trị này, phẩy cái range là cái vùng dữ liệu, ví dụ từ đây tới đây. À, thì bắt đầu mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là đây là column thứ 8. Rồi mình nhấn cái gì? Rồi sau đó là cái phần gọi là gì? Insert. Rồi không. Đó. Enter. Đó, không là mình tìm chính xác. Thì lúc đó nó sẽ ra cái địa chỉ email mình cần tìm. Bây giờ mình sẽ lấy cái giá trị này, mình để vào đây, paste nó vào, thì nó sẽ ra cái phần email của bạn này. Bây giờ mình lấy cái giá trị khác mình để vào, đây, thì nó sẽ lấy cái giá trị của đây, tức là nó sẽ dựa theo cái bảng này và cái chứng minh nhân dân này lúc nào nó cũng nằm ở phía trước hết đó. Ví dụ như bây giờ bạn thấy có cái trường gọi là cái trường zip code đi ha, cái trường zip code này nè, mình muốn dựa theo cái trường zip code này mình lấy cái thành phố này, hay là dựa theo cái đường zip code này mình lấy cái địa chỉ này, thì cái hàm VLOOKUP này nó không làm được gì đó. Ví dụ đây mình để dưới đây VLOOKUP cái zip code này phải cái trong cái bảng dữ liệu này. À, rồi sau đó là gì, ví dụ như giờ cái này là số số 1 đi, một nè. À, mình lấy một không. À, thì nó không hiểu ha, nó không hiểu tại vì cái hàm mà gọi là VLOOKUP này nó không sẽ ra được nó. Thì bây giờ trong cái hàm Brexit á, bây giờ nó hay ghê không? Brexit bạn thấy không, nó đề nghị cho mình luôn, trước là không có cái này mà bây giờ nó đề nghị cho mình là sử dụng hàm index và hàm match để thay thế luôn. Mình nhấn vô đây đó, nó tự thay cho mình luôn. Rồi, Brexit thật là thông minh ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn cái hàm gì match và index này để làm sao lấy cái giá trị này lại. Rồi trước tiên là để sử dụng này thì mình học cái hàm match trước, hàm match trước ha. Rồi, ví dụ mình có cái giá trị là đây, 9801, mình sử dụng hàm match. Match. Rồi, match cái key này tới cái vùng dữ liệu là đây. Rồi, đó từ đây tới đây. 1 2 3 4. Được chưa? Rồi, sort 2 á, các bạn có thể đọc ha. Sort 2 ở đây là gì? Bạn kéo xuống này bạn thấy nè. Có cái phần gọi là optional ở đây á. Đây, để mình dọn dây cho nó dễ nhìn ha. Match. Đây đó, cái sort thai ở đây các bạn thấy đây nó default nó sẽ là gì, là một đó, còn nếu mà mình để số 0 á nó sẽ tìm chính xác cái giá trị và nó không có sót luôn, cho nên là bình thường là mình để không là để cho chính xác ha. Rồi sort key này phải tới cái vùng dữ liệu này, rồi phải không enter, rồi nó trả về là hai. Hai có nghĩa là gì? 1 2 3 4. Tức là theo thứ tự từ đây tới đây là 4 dòng thì nó trả về dòng số 2. Rồi các bạn hiểu ha. Nó trả về dòng số 2, đó là hàm max. Rồi bây giờ tới hàm index. Rồi tới hàm index. Rồi, index cái gì ha? Index. Đó, index. Index thì là gì? Đây là một mảng chứa tất cả các cell. Rồi. Rồi, từ đây cho tới đây, đây là một mảng nè. Một mảng chứa tất cả cell gồm có 1 2 3 4, 4 cột. Và 1, 2, 3, 4 dòng. Rồi, ví dụ như bây giờ mình cần tìm cái giá trị là gì? 98108 đúng không? 98108 thì nó chính là cái dòng số 2 trong cái bảng này. Bảng này gồm có 1, 2, 3, 4, 4 cột và 1, 2, 3, 4, 4 dòng. Đúng chưa? 4 cột và 4 dòng. Và mình cần tìm lấy cái địa chỉ của cái zip code này đúng không? Thì nó chính là dòng số 2. Đồng ý chưa? Rồi, phải cái nè. Rồi nó hỏi mình là gì? Lấy dòng số mấy? Dòng số 2. Rồi, bây giờ lấy cái column số mấy? Column số mấy nha?
1, 2, 3, 4. Mà mình lấy cái column địa chỉ này, column này, column số. 1, Enter. Rồi, thì kết quả nó trả về là đây, kết quả nó trả về chỗ này, Enter. Đó. Thì như các bạn thấy ở phía trên thì mình đã có cái hàm max này. Và nó đã lấy được cái giá trị là gì? Là 2. Thì lúc đó nó phải thay thế được cái column này không? À, thay thế được cái row này không? Đó, rồi, mình copy cái này ha. Bây giờ mình để cái giá trị này xuống. Đồng ý chưa? Mình copy cái hàm này, hàm max này. Mình bỏ vô cái chỗ 2 này nè. Đó, mình thay thế nó đi. Thì bây giờ nó là B26. Rồi, Enter. Đó, cũng ra giá trị. Bây giờ mình thử mình chuyển giá trị là 98121 ha. Thì nó sẽ ra cái 1023 nè. Các bạn thấy không? Ra 1023. Đó, rồi, giải thích hàm này lại ha. Mình có cái hàm index. Đó, hàm index. Thứ nhất là index là một cái chuỗi dữ liệu cái mảng nè. Sau đó là tới gì? Dòng và cột, đúng không? Dòng và cột. Dòng á, thì để tìm được dòng á, thì mình làm gì? Mình lấy cái giá trị cần tìm, mình tìm trong cái cột đó và mình để là số 0 ha, để nó trả về đây là dòng. Sau đó trong cái bảng mà mình reference đây nè, thì mình muốn lấy giá trị số mấy thì mình làm gì? Mình để cái column số mấy. Ví dụ bây giờ với cái giá trị này đó, bây giờ mình xuống mình làm phần E này ha. Bây giờ vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ có là gì? Zip code. Bây giờ zip code mình sẽ lấy là chứng minh nhân dân. Được chưa? Zip code mình lấy chứng minh dân. Rồi bài toán mình sẽ làm như sau. Thứ nhất, mình lấy cái zip code, ví dụ như là cái 9811 này mình để vô ha. Rồi, mình hàm gọi là gì? Match. Match trước. Các bạn cứ viết từ từ giống như mình là được. Match trước. Rồi, match tem cái này. Theo cái bảng này, phải không, đóng mặt lại. Rồi, ra số 1 rồi. Bắt đầu, mình chim vô hàm index. Index cái bảng bự này luôn. Rồi, cái bảng từ đây tới đây luôn. Sau đó là gì? Dòng. Rồi, tới cột nè. Phải nè, các bạn thấy ha, cột ở đây thì ta lấy cái cột gì? Chứng minh nhân dân thì là cột số 2, được chưa? Tại vì đây là một, mình lấy cái bảng này 1 2, rồi cột số 2, Enter xong. À, rồi bây giờ mình muốn lấy cái khác, ví dụ như là đây là chứng minh dân, ví dụ mình lấy tên, mình lấy họ ha, lấy tên đi. Rồi, mình cũng copy công thức đó, mình bỏ qua, và cột này là cột số 3, Enter. Đó, tức là gì? Khi chỉ dùng hàm max và index này, mình có thể thay thế cho hàm vlookup và mình có thể lấy bất kỳ giá trị nào trong cái bảng này. Mình không quan trọng tới cái key của nó phải nằm phía trước nữa. Ví dụ như đối với hàm vlookup thì nó phải nằm phía trước và nó mới lấy được. Thì mình dùng hàm max và hàm index này là xong. À, thì nãy lúc mà bạn thấy là trong cái thằng Google Sheet đó, nó cũng giúp mình luôn ha. Trong quá trình mình dùng hàm vlookup mà nó thấy mình đang vlookup để lấy giá trị ngược đó là nó suggestion cho mình luôn. À, đó cũng là cái rất là hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.